rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn thân mến trên kênh Tin Tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin Hồ Quang Hiếu mứt mồ hôi vì fan Hà Nội. Biểu diễn sung cùng sự đeo bám của fan Hà Thành khiến Hồ Quang Hiếu ướt đẫm mồ hôi. Mới đây ngày 26 tháng 6, Hồ Quang Hiếu xuất hiện và biểu diễn trong một sự kiện giải trí ở Hà Nội. Dù hoạt động thường xuyên ở miền Nam, nhưng mỗi khi có lời mời, Hồ Quang Hiếu đều tranh thủ ra biểu diễn gặp gỡ fan hâm mộ tại đây. Trên sân khấu, Hồ Quang Hiếu thể hiện lại những bản hit đã quen thuộc của mình như Con Bướm Xuân, Không Cảm Xúc. Khán giả dành cho Hồ Quang Hiếu nhiều tràng vỗ tay khen ngợi vì những màn vũ đạo sôi động và bài bản. Nam ca sĩ cũng có những phút lắng động với bản hit Nơi Ấy Con Tim Về của nhạc sĩ vợ người ta Phan Mạnh Quỳnh. Vũ đạo quá sung cùng thời tiết oi bức tại Hà Nội làm cho Hồ Quang Hiếu tú mồ hôi. Anh được fan chăm sóc bằng việc tặng khăn giấy. Hàng chục fan nữ vây quanh Hồ Quang Hiếu xin chụp ảnh cùng. Dù đang rất vội ra sân bay, nhưng nam ca sĩ cũng vui vẻ nán lại chụp ảnh cùng người hâm mộ. Hồ Quang Hiếu bị fan hâm mộ bịt kín đường về. Tuấn Hưng cũng là một trong những khách mời biểu diễn được chú ý. Sau thành công của live show Đam Mê cách đây không lâu, Tuấn Hưng ngày càng khẳng định được đẳng cấp và thương hiệu của mình. Anh thể hiện những bản hit quen thuộc được nhiều người mến mộ. Diva Hồng Nhung xuất hiện vào thời điểm cuối của buổi biểu diễn, chỉ gây ấn tượng nhờ ngoại hình trẻ trung dù đã bước sang tuổi U50. Dương Triệu Vũ bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra để tham dự sự kiện. MC Danh Tùng bảnh bao trong bộ vest màu trầm. Diễn viên Minh Hương Nhật Ký Văn Anh ngày càng mặn mà và quyến rũ hơn. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Tin Tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho Tin Tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.